Các bạn học sinh đã đến với tiết học âm nhạc 6. Thầy tên là Trương Vũ Hoàng, giáo viên trường trung học cơ sở Trần Quang Khải. Ngày hôm nay thầy sẽ đồng hành cùng các bạn trong tiết học này. Để tiết học đạt hiệu quả, các bạn hãy chuẩn bị tập vở và chú ý lắng nghe, theo dõi, thực hành theo video các bạn nhé. Ngày hôm nay chúng ta sẽ đi qua chủ đề 3, biết ơn thầy cô. Trước khi bắt đầu tiết học, thầy chồng mình sẽ cùng chơi một trò chơi nho nhỏ các bạn nhé. Các bạn hãy lắng nghe 3 bài hát sau đây và cho thầy biết được là bài hát nào ca ngợi nghề dạy học. Các bạn cùng lắng nghe bài hát đầu tiên nha. Bài hát đầu tiên là bài hát Mùa Khai Trường, sáng tác Phan Việt Phương. Các bạn cùng lắng nghe nhé. Hãy xem bài hát này có nói về nghề dạy học hay không nha. Mùa thu sang là mùa khai trường, từng bước chân rộn ràng trên phố. Các bạn vừa nghe xong ca khúc Mùa Khai Trường. Như vậy theo các bạn, bài hát này có nói về ngày nào không? Đừng kết luận vội các bạn. Chúng ta hãy cùng nghe bài hát số 2 xem sao nhé. Bài hát số 2 của chúng ta chính là bài Ước Mơ Xanh, một sáng tác của Lệ Giang. Ước muốn ngày nào ôm ấp trong tim, mai đây là cô giáo. Kia đôi mắt tròn xoe, kia đàn em thương ngây. Hôm nay em đứng đây trong niềm mơ ước lớn. Nghe tiếng trống thân thương, dây nắng sớm quê hương rung trong bao tâm hồn. Đẹp cùng hát mùa xuân, vừa nữa bên yêu ơi, sớm chiều em say sưa những bước non tươi đẹp. Rực trong nắng mai hồng, rồi năm tháng trôi qua, từng đàn chim vút bay, ước muốn xây đời vui giữa bao vườn hoa. Các bạn vừa nghe xong bài hát Ước Mơ Xanh, chúng ta sẽ qua bài hát cuối cùng, Ước Mơ Hồng của nhạc sĩ Phạm Trọng Cầu. Nghe xong bài hát này, hãy cho thầy biết bài hát nào nói về nghề dạy học các bạn nhé. Cuộc sống đã cho em bao ước mơ màu hồng, cho em bao khát vọng và tình yêu mênh mông. Tuổi thơ đã cho em yêu tiếng ca học trò, bay khắp nẻo đường, bay khắp phố phường, ôi tiếng hát ngàn mến thương. Rồi, các bạn vừa lắng nghe ba ca khúc Mùa Khai Trường sáng tác Phan Việt Phương, Ước Mơ Xanh sáng tác Lệ Giang và ca khúc Ước Mơ Hồng sáng tác của nhạc sĩ Phạm Trọng Cầu. Vậy thì theo các bạn, bài hát nào trong ba bài hát này là nói về nghề dạy học? À, đúng rồi, đó chính là bài Ước Mơ Xanh. Và ngày hôm nay, trong tiết học chủ đề 3 biết ơn thầy cô này, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu một bài hát cũng nói về nghề dạy học, cũng nói về thầy cô giáo của chúng ta. Đó chính là bài Niềm Tin Thắp Sáng Trong Tim Em, một sáng tác của nhạc sĩ Bùi Anh Tôn. Rồi các bạn chúng ta cùng mở vở ra ghi bài nhé. Các bạn tập trung lắng nghe nhạc mẫu bài Niềm Tin Thắp Sáng Trong Em nhé. Có đôi bờ sông chạy về nơi biển lớn, vườn cây sum suê trái trên cành cũng nhờ người chăm tháng ngày. Biển xanh bao năm vẫn âm thầm dâng đời làm nên hạt muối, giọt mưa rơi trên đất khô hạn đem lại màu xanh cánh đồng trắng.
lời thiên tha tiếng cô thầy thắm bao tình yêu quê hương. Thầy cô cho em những ước mơ trên đường đời em còn nhớ. Thầy cô cho em những yêu thương cho nụ cười vui mái trường. Thầy cô thắp sáng niềm tin em tạc ghi trong tim mình. Thầy cô thắp sáng niềm tin em tạc ghi trong tim mình. Chúng ta cùng đi qua phần 1 giới thiệu tác giả. Thầy sẽ giới thiệu cho các bạn một vài thông tin về nhạc sĩ Bùi Anh Tôn. Nhạc sĩ Bùi Anh Tôn sinh năm 1962 tại Sơn Tây, Hà Nội, quê quán là thành phố Thái Bình. Hiện nhạc sĩ đang là chuyên viên phụ trách bộ môn âm nhạc thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh. Các sáng tác của nhạc sĩ thường được thu âm, phát trên các đài phát thanh, truyền hình của Trung ương, thành phố Hồ Chí Minh và các đài địa phương trong cả nước. Nhiều bài hát của nhạc sĩ được in trên các tập bài hát của các nhà xuất bản âm nhạc Hà Nội, nhà xuất bản trẻ thành phố Hồ Chí Minh, nhà xuất bản thanh niên và nhà xuất bản giáo dục Việt Nam. Sau khi tìm hiểu một vài thông tin về nhạc sĩ Bùi Anh Tôn, chúng ta sẽ qua phần 2, tìm hiểu bài hát. Các bạn có thể nhìn vào trong sách giáo khoa của chúng ta, bài hát Niềm tin thắp sáng trong em. Và các bạn có thể thấy được bài hát này sẽ gồm hai đoạn nhạc. Đoạn 1, từ đầu cho đến màu xanh cánh đồng. Đoạn 2, từ trắng bao cánh cò đến cười vui mái trường. Và cuối cùng là một cái câu hát kết bài, từ thầy cô cho đến trong tim mình. Tính chất bài hát của chúng ta là vừa phải tình cảm. Các em học sinh lưu ý, ở trong bài này chúng ta có các ký hiệu âm nhạc sau. Chúng ta có dấu nhắc lại, khung thay đổi, dấu quay lại và dấu coda, hay còn gọi là dấu kết bài. Và các dấu này thường sẽ đi từng cặp với nhau. Nhờ các ký hiệu âm nhạc như thế này mà các em sẽ có thể hát theo trình tự bài hát như sau. Đầu tiên, các em sẽ hát từ dòng sông cho đến khung thay đổi số 1. Các em gặp dấu nhắc lại, chúng ta sẽ quay ngược trở lên trên, chúng ta hát lại. Nhưng lưu ý, ở lần này chúng ta sẽ hát lời 2, biển xanh bao năm vẫn âm thầm. Chúng ta cứ tiếp tục hát lời 2 và chúng ta không hát khung thay đổi số 1 nữa. Chúng ta hát qua khung thay đổi số 2, đem lại màu xanh cánh đồng. Đó là kết thúc đoạn 1 như thầy đã chia đoạn hồi nãy. Chúng ta sẽ hát sang đoạn thứ 2, từ trắng bao cánh cò cho đến nụ cười vui mái trường. Ở đây các em gặp dấu coda, nhưng dấu coda là dấu kết bài nên chỉ được sử dụng khi bài học, khi bài hát kết thúc. Chúng ta sẽ không hát ở đây mà chúng ta sẽ hát tiếp dòng sông kia khi có. Các em gặp dấu quay lại, chúng ta sẽ quay lại từ đầu và hát lại từ đầu cả lời 1 lẫn lời 2 như lúc đầu. Và chúng ta sẽ hát tới cho nụ cười vui mái trường lần 2. Thì lúc này sau khi đã sử dụng hết dấu nhắc lại, khung thay đổi và dấu quay lại, chúng ta sẽ sử dụng tới dấu kết bài. Như vậy các em hát cho nụ cười vui mái gặp dấu kết bài, chúng ta sẽ hát ở chữ trường ở dấu kết bài cuối cùng. Cho nụ cười vui mái nhảy xuống trường. Và chúng ta sẽ hát câu kết. Thầy cô thắp sáng niềm tin, em tạc ghi trong tim mình. Đó là toàn bộ cách hát. Các em nắm rõ chưa nào? Bây giờ các bạn hãy đứng lên, chúng ta sẽ cùng khởi động giọng theo mẫu câu sau. Thank you.
bạn sẽ lắng nghe đoạn 1 từ dòng sông đến cánh đồng. Các bạn chú ý lắng nghe và hát nhẩm theo giai điệu của bài hát nhé. Dòng sông kia khi có đôi bờ, sông chảy về nơi biển lớn. Vườn cây sum suê trái trên cành, cũng nhờ người chăm tháng ngày. Biển xanh bao năm vẫn âm thầm dâng đời làm nên hạt muối. Giọt mưa rơi trên đất khô hạn đem lại màu xanh cánh đồng. Chúng ta sẽ cùng tập hát theo nhạc đệm. Các bạn hát to, rõ và thể hiện tình cảm vào bài hát nhé. Các bạn đã nắm được giai điệu của đoạn 1 chưa nào? Bây giờ các bạn hãy lắng nghe giai điệu của đoạn 2, từ trắng bao cánh cò đến cười vui mái trường. Trắng bao cánh cò, lúa thơm ngọt ngào đưa hương. Lời thiên tha tiếng cô thầy, thấm bao tình yêu quê hương. Thầy cô cho em những ước mơ, trên đường đời em còn nhớ. Thầy cô cho em những yêu thương, cho nụ cười vui mái trường. Chúng ta sẽ cùng tập hát theo nhạc đệm của đoạn 2. Bạn cùng lắng nghe và hát nhẩm theo giai điệu của đoạn 1 và đoạn 2. Dòng sông kia khi có đôi bờ, sông chảy về nơi biển lớn. Vườn cây sum suê trái trên cành, cũng nhờ người chăm tháng ngày. Biển xanh bao năm vẫn âm thầm dâng đời làm nên hạt muối. Giọt mưa rơi trên đất khô hạn đem lại màu xanh cánh đồng. Trắng bao cánh cò, lúa thơm ngọt ngào đưa hương. Lời thiên tha tiếng cô thầy, thấm bao tình yêu quê hương. Thầy cô cho em những ước mơ, trên đường đời em còn nhớ. Thầy cô cho em những yêu thương, cho nụ cười vui mái trường. Rồi, bây giờ chúng ta hãy hát theo nhạc đệm đoạn 1 và đoạn 2 nha các bạn. Tốt lắm. Bây giờ chúng ta hãy cùng tập câu hát kết bài nhé. Các bạn lắng nghe giai điệu nè. Thầy cô thắp sáng niềm tin, em tạc ghi trong tim mình. Thầy cô thắp sáng niềm tin, em tạc ghi trong tim mình. Các bạn hát lại câu hát kết bài theo nhạc đệm nào.
giờ lớp chúng mình sẽ hát lại toàn bộ bài hát theo nhạc đệm. Các bạn chú ý lại tính chất của bài hát là vừa phải tình cảm, cho nên khi thể hiện bài hát này các bạn hãy đặt tình cảm yêu mến thầy cô vào trong đó. Giai điệu nhẹ nhàng, trong sáng, tha thiết, bài hát đã thể hiện tình cảm yêu mến, lòng biết ơn của học sinh đối với thầy cô giáo. Đó cũng chính là nội dung của bài hát đó các bạn. Các bạn học sinh lưu ý, yêu cầu cần đạt của tiết học này là các bạn phải hiểu được nội dung của bài hát, thuộc lời, thuộc giai điệu bài hát và thể hiện bài hát với tính chất tha thiết. Như vậy là chúng ta đã vừa tìm hiểu xong bài hát Niềm tin thắp sáng trong em, sáng tác của nhạc sĩ Bùi Anh Tôn. Các bạn về nhà nhớ ôn lại bài hát này và chuẩn bị tiết học tiếp theo. Bạn nhớ tập đọc nốt nhạc bài đọc nhạc số 3 và xem trước bài nhạc lý nhịp 4/4. Tiết học của chúng ta đến đây là kết thúc rồi. Thân ái chào tạm biệt các bạn.